kính thưa quý ông bà cô chú trở lại với kênh biển xanh biển xanh hôm nay lên để có một lời xin lỗi cùng với quý ông bà cô chú của mình thật sự thì biển xanh không có muốn chuyện này xảy ra nhưng mà cuối cùng rồi thì nó cũng phải xảy ra thôi thì hôm nay thì biển xanh chính thức xin lỗi với quý ông bà cô chú vì cũng tại biển xanh mà quý ông bà cô chú của mình đã bỏ tiền ra mua đất và đã trồng chuối vì quý ông bà cô chú mình cũng biết đó rất là nhiều cái phần bình luận cho em biết rằng là chuối ở việt nam bây giờ quá mắc à, ai cũng ăn cơm với chuối hết vì tin tưởng bé tường lam là một vị phật sống và đệ tử của quan âm lính của quan âm cho nên á thấy tường Lam ăn cơm với chuối thì tất cả những cái fan mà u mê đó quý vị ăn cơm với chuối luôn. Thì Viễn Xanh nghĩ rằng là thì thôi người ta kinh doanh trong cái Phật pháp, người ta kinh doanh về Phật online thì mình làm ăn chân chính thì mình kinh doanh về chuối thì mình mua đất mình trồng chuối thì cũng đâu có chuyện gì đâu mà phải mà à, có tội đúng không? mình đã bỏ tiền ra mình mua nhưng mà không ngờ là biển xanh suối quý vị đi mua chuối về mua đất về để trồng chuối nhưng mà bây giờ thì tất cả tương lai chuối bị ế thì thật sự thì biển xanh hôm nay làm cái video này để xin lỗi cùng với quý ông bà cô chú à, cho biển xanh xin lỗi nha thật sự không biết làm sao tại vì bây giờ là à, phật tái xanh đó, bây giờ là chuẩn bị ăn bò tái chanh và có thể ăn luôn bò nhúng giấm vì đã đã lên tiếng là một đứa trẻ bình thường rồi cho nên bây giờ thì chắc không có còn ăn cơm với chuối nữa và cho nên á à, cái thằng Minh Sài Gòn á thì nó cũng đã biết trước rồi quý vị cho nên nó mới nói rằng là ăn chay là ăn những con cua rồi ăn những cái con gì mà không có máu thì bây giờ nó đã biết trước rồi Cuối cùng thì trước sau gì Tường Lam cũng không còn ăn cơm với chuối nữa Cho nên nó mới nói như vậy Thì bây giờ Viễn Xanh mới suy nghĩ lại Rằng là đúng thiệt Công nhận Tụi nó tính toán quá là hay nó sắp đặt rất là chu đáo phải không quý vị bây giờ thì uh, chuối sẽ giảm giá đi sẽ không còn đắt như hai tháng vừa rồi nha quý vị vì hai tháng vừa rồi á là um, chú phú độc hại trần giang này vừa lên nói rằng là bé tường lam là một người vị phật sống gì đó rồi ăn cơm với chuối kinh kệ lào lào bé 4 tuổi đó quý vị còn nhớ không rồi tới một chút xíu cái quay qua cái 4 tuổi 8 đó nó vòng vòng như vậy thì um, bây giờ thì thật sự biển xanh không biết là mình nên trách ai đây nha à, trách bé tường lam tại sao phải nói ra sự thật là bé tường lam là một đứa trẻ bình thường hay là bây giờ mình trách một người quay phim là chú phú độc hại trần gian là cái người mà tự động quay phim rồi đưa lên cho cộng đồng chúng ta và không tìm hiểu kỹ lưỡng là đứa bé này có ăn chay thật sự không rồi có thuộc kinh kệ lào lào không rồi có biết coi tướng được là bao nhiêu tuổi đi chầu diêm dương không đó rồi bây giờ trách ai đây quý vị rồi không lẽ bây giờ trách người mẹ nữa đây người mẹ thì kể như là vô số trách rồi không có đường để nào để mà mình trách móc nổi nữa hết á nhưng mà có một cái là như vậy bây giờ á là phú á phú độc hại trần Giang đó nha coi coi phải kiểm chính lại là bé Tường Lam nói là 87 tuổi mà bây giờ những người nào mà bé Tường Lam đã nói rằng là coi cái tuổi thọ thì chú Phú là 87 rồi đó rồi bây giờ á rồi bé Tường Lam cũng có xin cho bà ngoại Ủa như vậy là sao cái câu chuyện này là làm sao nữa nay thưa cả nhà Chú Phú thì bây giờ không biết là sống đến bao nhiêu tuổi đây Là tại vì bé Tường Lam đã thú thật Rằng là bé Tường Lam không có phải Là đại lính của quan Âm Không có phải là đại tử của quan Âm gì hết á Mà Tường Lam chỉ là một đứa trẻ bình thường Thì một đứa trẻ bình thường mà nói chú Phú sống tới 87 tuổi Vậy giờ chú Phú tin không đây ta Là điều thứ nhất Điều thứ nhì mà Biển Xanh muốn thắc mắc người mẹ của bé Tường Lam đã nói với quý ông bà cô chú của chúng ta rằng là bé Tường Lam có xin phép những người là kể như rằng là quan gia chết chủ gì đó là xin cho bà ngoại sống vì phát một ngàn ký một ngàn ký gạo cho nên mình đặt cái câu hỏi quý vị mình đặt cái câu hỏi là tại sao phát gạo mà không quay lên phim Quý vị mình còn nhớ lý do gì mà tại sao mà mẹ của Tường Lam phát gạo để mà xin cái 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 sự sống của bà ngoại mà không lên phim Thì đây là một cái sự mà chúng ta có thể nhìn ra được là đâu có làm đâu mà quay Rồi bà ngoại thì bệnh như thế nào à, Phổi đen, phổi nám gì bác sĩ nói có chứng từ không rồi bé tường lam á là một đứa trẻ bình thường mà làm sao mà sinh gì tới uh, quan gia chết chủ rồi bà ngoại hiện bây giờ thật sự bà ngoại có bệnh không rồi bà ngoại hiện bây giờ bà ngoại gan phồi phẹo gì đó trong người của bà ngoại có đen không hay là lên màu đỏ như thế nào thì bây giờ á thật sự cộng đồng của chúng ta cũng đang bị rối bời nha quý vị cái rối bời thứ nhất á là bé tường lam nhiều tuổi quá không biết bao nhiêu tuổi để mà mình cho chính xác của bé tường lam điều thứ nhì nữa là những cái lời mà của bé tường lam và người mẹ bé tường lam gọi chú phú độc hại trần giang để mà quay lên những cái video nói rằng là bé tường lam dày 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 ăn cơm với chuối rồi 2-3 tuổi thì biết nói chuyện với ông địa với ông thần tài hen rồi ăn cháo hai ba chén bởi vậy quý vị còn nhớ cái video mà của biển xanh đưa lên cách đây hai ngày không đi ra phú quốc đó cái chị đó chỉ kêu vô gặp ông địa ông thần tài lật đật né liền quý vị thấy không né đâu có dám vô vô một cái là ở ngoài này hả bỏ chạy trước chạy dục dép luôn là tại vì vô nói bậy nói bạ chứ biết đường gì đâu nói tại vì bé từng lao là muốn rẻ bình thường mà đâu có nói chuyện được với ông địa với ông thần tài nhưng mà người mẹ quăng người mẹ rất là có một cái tấm lòng nhân ái quý vị thương lắm thương cộng đồng lắm cho nên á ai cho nhiều lấy nhiều chứ không có đòi hỏi nghe nói á là có cái bình luận vô để cho biển xanh biết á là nghe nói bây giờ á là đã mua nhà ở quận 2 rồi mà cái đó thì biển xanh thì chưa có biết không có nắm chắc được nhưng mà cũng thấy được một hai cái bình luận nói rằng là mẹ tường lam đã mua nhà ở quận 2 rồi đó biển xanh có biết hay không thì cũng cảm ơn quý ông bà cô chú nào đã bình luận cho biển xanh biết nhưng cái gì cũng vậy mình làm việc thì phải có cái bằng chứng thì mới dám lên để mà tuyên bố rằng là nhà có rồi chứ còn bây giờ thì chỉ nghe nói chưa có thấy thì biển xanh cũng sẽ tìm hiểu thôi biết rằng là biển xanh ở mỹ nhưng mà um, có thể nói rằng là biển xanh người để mà ở việt nam để mà um, nhờ cái sự mà gia đình ở bản kêu đi cái này chỗ kia thì để coi coi quan sát coi như thế nào thì tới chừng đó mà biển xanh biết được cái thật sự thì biển xanh sẽ cho nguyên bà cô chú của mình coi. Thì có thể rằng uh, sẽ được luôn một chút phim rồi hoặc là có một cái gì đó thì có bằng chứng thì biển xanh mới chia sẻ còn không có bằng chứng biển xanh không có chia sẻ. Nhưng mà có một cái thì bây giờ là mình rất rất là hỏi với quý ông bà cô chú đã quá tin của bé Tường Lam dần làm bé là một vị Phật sống, bé là ở trên trời rớt xuống. Bé kêu gọi để mà bố thí một ngàn ký gạo, rồi để được tuổi thọ. Quý vị đã cho bao nhiêu ký gạo rồi ha. Rồi bây giờ quý vị mới cảm thấy mới là hồi hộp nè. Bây giờ mình cho gạo rồi mà không biết tuổi thọ mình sao đây. Tại vì cái chứng mắt á, là quý vị cũng đã biết là bé Tường Lam không có là cái gì nữa hết, chỉ là một đứa trẻ bình thường. Là chính miệng của bé Tường Lam nói chứ không có ai nói hết nha. Rồi vậy bây giờ cái sự mà cho gạo của quý vị, quý vị nói rằng là phát gạo để mà lấy tuổi thọ của quý vị nè. Cái đó mới là một cái mà 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 quan trọng vì nghe lời của người mẹ nói dối nè, người mẹ nói rằng là à, bà ngoại bị bệnh như vậy thì phát một ngàn ký gạo thì bà ngoại hả đi khám bác sĩ thì bác sĩ nói bây giờ bà ngoại hết bệnh rồi quý vị thấy không cho nên á những cái mà biển xanh đòi hỏi á thì không bao giờ dám đưa lên là tại vì đâu có đâu đưa biển xanh đòi hỏi rất là nhiều lần muốn chứng tư là bé tường lam làm thật sự là một đứa trẻ mà quý vị cho rằng ở trên, đi xuống thì cái sự mà tu tập của bé nó có cái bằng chứng hay là không cái vụ mà phát gạo một ngàn ký gạo cho bà ngoại có hay là không biển xanh thì nó không có rồi đó tại vì bé từng lam là bình thường mà lấy gì có phát chí tự nhiên đi phát chi rồi đến nhà thì đã không có uh, tiền mua nhà ở nó đi nhở nhà mướn thì tự nhiên đi mua một ngàn ký gạo để phát làm gì ngàn ký gạo đó, tiền đó cũng hả đóng được tiền nhà một hai tháng tại sao phải làm như vậy ha bởi vì biển xanh nói có đôi khi á cái gì làm phải có cái bằng chứng rồi bà ngoại bị bệnh gì đó mà phổi đen phổi nám gì đó có bác sĩ chứng tự không cũng không ha rồi những quý vị nào mà đã cho gạo bây giờ á rồi cái bệnh hoạn của quý vị hết chưa rồi uh, rất là nhiều rất là nhiều cái sự mà để cho chúng ta cần phải hỏi nhưng mà cái điều hỏi đầu tiên của chúng ta bây giờ là muốn chú phú độc hại trần gian lên chia sẻ lại cái sự việc này coi coi nó như thế nào coi coi là cái lời nói của chú Phú độc hại Trần gian này Tại sao phải đi gạt gẫm cộng đồng Nói cho cộng đồng là em bé 4 tuổi à, Ăn chay thuộc kinh Lào Lào Ở đâu? Bây giờ đứa trẻ nó nói nó là một đứa trẻ bình thường Rồi ở đâu tự nhiên có có bà cô Sư cô dĩ mỹ bay về Đến nỗi mà hả nghe những cái cái youtube của bé Tường Lam mà phải hả Cô bằng hả hả rớt nước mắt Cô bằng hả khóc Gặp được bé Tường Lam nói chuyện mà nói muốn không nổi luôn Giờ thấy tội cô đó không? Quý vị thấy không? Tự Mỹ bay về gặp Tường Lam Tưởng đã rồi gặp được quan Âm rồi Ai nhà bây giờ đâu Nhỏ nó nói nó bệnh trẻ bình thường rồi bây giờ ngặt cái là hai hai sư thầy nè. Giờ Biển Xanh hỏi hai sư thầy sao đây? Hai sư thầy mời mẹ bé Tường Lam và bé Tường Lam lên ngồi trên sân khấu. Cả ngàn quỷ vị Phật tử ngồi ở dưới, quỳ lại. Rồi nói chuyện là phải xin phép bé Tường Lam. Là hai sư thầy đó, rồi dần sau đây, hai sư thầy đó làm sao mà nói chuyện lại với Phật tử đây nè. Quý vị thấy. ha Khổ vậy đó. Rồi đã vậy rồi tự nhiên cái tốn tiền dẫn đi hả sở thú Thảo Cầm Viên nữa nè. Đó, thấy chưa? Nhưng mà cái đó cũng lấy vốn lại rồi là tại vì hôm bữa Tết đó quý vị thì cũng có nhờ bé Tường Lam nhờ bé Tường Lam làm con mồi con chim mồi rồi dục vô cái thùng công đức thì quý vị mà tin tưởng Phật tử tin tưởng trong cái chùa đó trời ơi dục vô quá trời luôn cái gì thấy không đó rồi bây giờ đó là một cái sự sắp đặt phải lường gạt không lường gạt có bằng mà phải dục mà phải dục ngay cái thùng của 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 um, tường lam dục nữa nha chứ dục thùng khác dục không chịu à rồi bây giờ thêm cái nữa nè bây giờ đi vào chùa nhờ bé tường lam để bán sâu chuỗi nữa nè nó quý vị biết em nói ai rồi gì vô chồng bán sâu chuỗi nói rằng là thương bé tường lam thì hãy ủng hộ cho 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 những cái sâu chuỗi vì có đó làm phật làm phép xong hết rồi 40 000 ngàn một cái sâu chuỗi quý vị thấy rồi bây giờ những cái sâu chuỗi đó mua về rồi giờ bé tường Lam á không có phạt không phải gì hết. Rồi bé tường Lam bình thường vậy sâu chuỗi đó có còn giá trị nữa hay không đây nè, mới quan trọng nè. Rồi bây giờ á gạt gẫm hết đường này tới đường kia rồi giờ cái sâu chuỗi đó còn bán hay không nữa. Bởi vì biển xanh nói là những người này á mê muội mà có bằng hả, bất chấp thủ đoạn và không biết cái con đường để mà đi ra. Quý vị biết một đứa trẻ bình thường mà quý vị có bằng tôn thờ còn hơn là cha mẹ của mình quý vị thấy quý vị làm như vậy bây giờ á quý vị xây ngược lại quý vị nhìn cha mẹ quý vị quý vị cảm thấy rất là hối hận rất là có lỗi với cha mẹ quý vị tại vì hai ba tháng vừa qua quý vị không có còn thờ thượng cha mẹ quý vị nữa mà quý vị thờ thượng bé tường lam rồi nguyên cái xóm ở dưới ông nội bà ngoại gì, ở dưới phát gạo để mà kêu nhân dân đồ tới quá trời người đứng sắp hàng đó rồi bây giờ nguyên cái sớm đó người ta lùa hết bàn thờ xuống sông mẹ nó rồi người ta thờ cái hình bé Tường Lam không? Bây giờ phải cầm cái hình bé Tường Lam đi xuống đi lặng xuống sông đi tìm lại những cái đồ mà dục ở dưới đem lên để mà rửa sạch sẽ thờ tiếp tục quý vị thấy. Coi có phải mà phải phải nhục mặt không? Quý vị thấy thớt thất là tội nghiệp cho những cái người đó ngu muội mà còn bị u mê. Quý vị biết um, hôm bữa mà biển xanh có đưa cái video à, và có cho quý ông bà cô chú của mình coi về cái vấn đề của châu phú á thì um, châu phú cũng có biển xanh có kể cho quý vị nghe rằng là châu phú có vào cái bình luận của châu của bên châu phú và có vào bình luận bên kênh cái biển xanh thì châu phú cũng có nói như thế nào thế nào rồi um, sau đó thì biển xanh cũng có nhắn tin lại và nói rằng là cái lỗi đó là lỗi của châu phú nhưng mà tại vì có lẽ rằng là biển xanh ở bên mỹ khi mà mình đọc á, là mình đọc nó hay ngược ví dụ như là uh, thí nguyễn thì mình ở mỹ mình hay đọc là uh, nguyễn thí thì đọc là thí nguyễn châu phú rồi cái tên của thật là là châu phú nhưng mà mình muốn đưa là phú châu là tại vì mình muốn gọi ngược lại đó là một cái sự sở thích của mình mình gọi nhưng mà trong đó thì có đưa lại nói rằng là xin lỗi như thế nào thế nào đó thì biển xanh cũng có nhắn tin lại cho châu phú này nhưng mà khi mà châu phú không có xin lỗi người dân cà mau làm thẳng một cái video để mà xin lỗi mà châu phú này á còn lên nói rằng là cái bình luận đó à, là biển xanh đã dục bỏ rồi không còn nữa để cho quý vị mình coi với cái sự thật thì biển xanh làm cái gì cũng phải có chứng từ hết á. coi coi biển xanh có dục hay là không nha mời cả nhà của mình đọc một chút xíu về cái phần um, mà cái, cái 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 tin nhắn của phú của Châu Phú và của Biển xanh gửi lại cho Châu Phú như thế nào. Vì tại vì Châu Phú nói là Biển xanh đã dục bỏ rồi. Cái đó là một cái xạo. Cho nên á làm cái gì cũng phải có cái bằng chứng. Vì đây là một cái bằng chứng của Biển xanh tới ngày hôm nay, Biển xanh vẫn còn giữ cho quý vị mình coi nha. đó. Quý vị thấy còn hay là đã bỏ. Cho nên biển xanh làm việc á là biển xanh phải có cái chứng từ thì biển xanh mới dám chia sẻ. Nha. Cũng như có một cái bình luận nói rằng là mẹ con tường Lam đã mua nhà ở bên quận 2. Cho nên hồi nãy biển xanh nói rằng phải có bằng chứng thì biển xanh sẽ chia sẻ cái phần tiếp tục cho cả nhà của mình nghe. Còn những cái gì mà biển xanh nói là phải có bằng chứng. Thì bây giờ cái bằng chứng đó là biển xanh chưa có xó, chưa có dục. Vậy mà Châu Phú nói rằng là biển xanh đã dục đi cái bình luận đó rồi. Coi có vậy thì quý vị có tin tưởng trong cái kênh của Phú của Châu Phú này nữa hay là không? Quý vị thấy cái trận vừa rồi cũng vậy. Đi ra ngoài miền Trung phát gạo cho người ta. Quý vị có nghe chưa? Quý vị cũng đã nghe trong bên cái kênh của người dân 24 đó. Biển xanh cũng mới coi. Thấy người dân 24 chia lên. Nhưng mà biển xanh chưa có coi kỹ. Cho nên biển xanh cũng không có chia sẻ. Vì cái video này cũng đã hơi dài. Cho nên biển xanh chỉ nói cho cả nhà của mình biết. Là mình làm á. Lúc nào á. Cái miệng á. Cái miệng của Châu Phú này cũng nam mô A Di Đà Phật hết quý vị. Quý gì thấy không phải nói chuyện ra là nam mô ở như đà phật nhưng mà cái sự làm việc nó có phật ở trọng không cái đó mới là quan trọng đi đến đâu á thì chê người dân đến đó vậy mà nói rằng là biển xanh này có lẽ rằng là ấm ức trong lòng nói rằng là biển xanh nó quan ức cho châu phú à Vậy chứ được rồi Châu Phú đi ra ngoài hả Miền Trung ở ngoài đó làm sao Rồi những cái bình luận đó Rồi những cái lời chia sẻ trong cái video Của Châu Phú Châu Phú ngồi ngẫm nghĩ lại coi Coi cái sự chia sẻ đó Có thể Đụng chạm tới người miền Trung chưa Có thể rằng Là giống như Là ở dân Cà Mau Mà Châu Phú đã đưa lên với những cái lời nói đó chưa? Nói xin lỗi. Có thể rằng những cái lời mà chia sẻ trong cái video vừa rồi của cái chuyến đi mà nói lần là đi làm việc thiện ở ngoài miền Trung gì đó. Còn hả? Đau buồn hơn là ở người dân Cà Mau nữa kìa. Thôi cái video cũng đã dài. Biển xanh. Xin tạm dừng, hẹn gặp lại quý bà cô chú Với video kế tiếp Xin chào, cảm ơn rất nhiều Với sự yêu thương Hãy nhớ cho biển xanh Cái tôm up và đăng ký kênh Để theo dõi với những à, video kế tiếp Và xin chào, bye bye